Thưa quý vị, yếu sinh lý là một trong những nỗi ám ảnh kinh hoàng của nam giới và tình trạng này ngày càng trở nên phổ biến. Đáng nói hơn, tỷ lệ đàn ông Việt Nam yếu sinh lý đang có chiều hướng gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Do đó, việc tìm ra một phương pháp điều trị an toàn phù hợp là điều mà rất nhiều nam giới quan tâm. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Cuồng quay hối hả của cuộc sống đôi khi khiến cho chúng ta gặp phải rất nhiều áp lực và stress. Điều đó không chỉ khiến cho hiệu quả làm việc bị giảm sút rõ rệt mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm lý ở nhiều nam giới. Đó cũng chính là một trong nhiều nguyên nhân dẫn tới việc cánh mày râu bị sa sút phong độ và gặp phải những bệnh lý khó nói. Tâm lý chung của nam giới khi gặp phải các vấn đề về sức khỏe sinh lý thường là sự e ngại, không dám chia sẻ, đặc biệt là với bạn đời của mình. Chỉ khi nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình thì nhiều người mới tìm đến các phòng khám chuyên khoa nam để được chẩn đoán và tìm cách điều trị. Cái tình trạng mà yếu sinh lý của nam giới hiện nay ấy, cả nam cả nữ, như ở những cái phòng khám của chúng tôi bây giờ ấy, thì tôi thấy là lượng bệnh nhân đến là khá đông. Và chính chúng tôi cũng giật mình. Cái tình trạng này tôi nghĩ là nó do một cái áp lực công việc, một cái áp lực của cuộc sống. Và cái hai nữa là cái lạm dụng, cái thái quá của cái giới trẻ. Thế nên cái tỷ lệ này theo tôi nhận định của phòng khám của tôi thì nó tương đối cao. Nó rơi vào tầm 40-50%. Bên cạnh giải pháp tìm đến các phòng khám hoặc bệnh viện uy tín để điều trị theo chỉ định của bác sĩ, thì nhiều người lại tự tìm hiểu một số sản phẩm được quảng cáo là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, cải thiện tình trạng yếu sinh lý ở nam giới. Tuy nhiên, giữa một ma trận các sản phẩm như vậy, đâu mới là sản phẩm thật sự chất lượng mà người tiêu dùng có thể tin tưởng được thì lại là vấn đề khác. Nói chung là nhắc đến cái chuyện nhạy cảm đó thì thực sự tôi cũng rất khó nói. Có thể nói là nhiều khi mình cũng thấy buồn, và đặc biệt là khi thấy bà xã mình buồn thì đó là cái điều mình phải suy nghĩ nhiều nhất. Sau khi tham khảo rất nhiều loại thuốc và rất nhiều lời tư vấn của mọi người thì mình đã tìm đến được một cái sản phẩm mà mình thấy rằng rất là ưng ý. Không phải là bản thân mình nữa mà ngay bà xã mình cũng cảm thấy rất là vui. Được biết tới là sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới với những thành phần đặc biệt như tinh chất nhân sâm, bà kích hay đông trùng, mãnh lực khang được nhiều nam giới tin dùng vì mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện sức khỏe, khắc phục tình trạng yếu sinh lý. Sản phẩm được cấp phép lưu hành của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Sản phẩm mãnh lực khang về cái gọi là điểm mạnh nhất thì tôi nghĩ rằng nó là cái an toàn, cái mức độ an toàn, tại vì là cái nguyên liệu cấu thành sản phẩm này thì 100% là đến từ thiên nhiên. Chính vì vậy nên là nó không hề có cái tác dụng phụ cho người sử dụng. Khi chúng tôi nghiên cứu và tạo ra cái sản phẩm này để nhằm đem đến cái sản phẩm cho người tiêu dùng thì chúng tôi cũng biết được rằng đây là một vấn đề rất là khá là tế nhị cho đấng mày râu. Đối với những người mà đang có cái vấn đề về sinh lý thì sản phẩm sẽ hỗ trợ điều trị cho cái vấn đề của anh chị được giải quyết một cách nhanh chóng nhất và giúp cho anh chị có một cái cuộc sống gia đình viên mãn trọn vẹn. Để có được cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn. Do đó, việc phát hiện sớm các vấn đề về sinh lý ở nam giới là điều rất quan trọng. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.